Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ của Logan. Thì trước mặt các bạn đây chính là mớ dây chai điện thoại mà mình mới mua được ở trên Shopee nha các bạn. Đây, chính xác cảm ứng không pin nè. Đó, tổng thu là 290.000 đó các bạn. Đó. Và trước khi bắt đầu thì những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok, let's go. Và bây giờ ha là mình sẽ khui cục hàng nha các bạn. Thì đối với mấy cái xác điện thoại thì đóng gói kiểu nguyên cục và không nên nha. Tốt nhất là nên gói một xốp xong rồi bỏ vô một cái hộp cạc tông á thì nó sẽ ok hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở. Okay, thì đây là tất cả những gì có trong hộp nha các bạn. Thì mình thấy có một sợi cáp nào mà dán keo thấy ghê quá. Cái này thì chắc không nên xài đâu. Ông nào nghĩ ra được cái này cũng hay á. Và hai con điện thoại Nokia. Ồ, máy nó lên nguồn luôn nè. Để lát hồi bỏ sim vô thử coi. Wow, và em máy này lên bình thường luôn nha các bạn. Và ở đây có một cái xác điện thoại Samsung nè, mà không biết còn sống không nữa. Mình mua về chủ yếu để vọc vạch chơi thôi, chúng thấy thầy thợ vậy đâu các bạn. Ngâm cứu yêu hoa học nọ với lại thử vận may coi, có khi lỡ có một con điện thoại nào nó xài được thôi. 1, 2 nè, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây. Wow, quá đã luôn. Bây giờ mình sẽ vệ sinh trước rồi kiểm tra test từng con nha các bạn. Ok, và mình cũng đã vệ sinh xong xuôi rồi nha các bạn. Đây thì đầu tiên có một cây Samsung 530. Cây này nát nước hết trơn rồi, chắc không xài được nữa đâu. Với lại cây Mobistar nè. Đó, xác bỏ qua một bên. Một cây Oppo nứt kính, nhìn thấy ghê luôn. Với lại thêm hai cây Oppo cỡ nhỏ nữa. Mà hai cái điện thoại này thì không có pin test, cho nên mình không biết nó còn sống hay không nữa. Và bốn cây Samsung nhỏ nữa nè. Đó, 1, 2, 3, 4 cây. Mình không có pin của nó, nhưng mà mình có cái cục pin của Samsung S3 nè các bạn. Thì để coi chế coi nó lên được không nha. Ý máy nó lên nè. Mà con này nó bị hư màn hình thì mới đau chứ. Đó, các bạn thấy không? Lên không biết có tiếng gì không ta. Xác.
con này nó bị mất cái nút nguồn rồi. Thử lấy cái tầm. Không có động tĩnh gì luôn nha các bạn. Xem ra chắc chỉ có mấy con Nokia là còn sống thôi. Cây Samsung nữa nè. Không có động tĩnh gì luôn. Chắc bỏ qua một bên. Đó, và chính cái xác điện thoại không có cái nào xài được luôn. Có mấy cây Nokia thì để bỏ sim vô thử em này coi. Đó, máy lên nguồn này nha. Để mình kiểm tra mấy cái phím này. Khoát menu. Khoan, để mình reset thử, reset điện thoại thử. Đây, khôi phục cài đặt gốc. Wow. Ồ, vậy là cái máy này là không có bị dính mật khẩu nha các bạn. Thành quá. Máy rung rất là mạnh luôn. Ok, máy đã hiện sóng rồi nha các bạn. Để mình test thử nghe rồi tổng đại này. 1, 2, 3. Đó, vậy là con máy này thôi là ok nha. Ok, giờ mình tiếp tục test với con máy thứ hai. Tính ra mua 2.9 được có hai cái máy chữa cháy xài, với lại mới cái mớ sáng điện thoại của bắp rồi.
Ok, máy lên ngon lành luôn nha. Để mình thôi phục cài đặt gốc luôn. Thì cái máy này á, thì cái phần vỏ ngoài của nó nè, nó bị chì chạy dưới đây nè, cho nên nhìn cái màn hình nó hơi bị mờ nha các bạn. Đó, thì để mình coi cái chuông coi nó ok không. Đó là cũng ok luôn nha. Giờ thử vô trong ứng dụng rồi có trò chơi gì không. Con linh linh. Cái trò này chỉ là tung đồng xu bình thường thôi nha các bạn. Này hình như là game xếp gạch nè. Phím lúc nãy phím rất là ăn luôn nha, không vấn đề gì. Giờ mình test thử nghe gọi nè. Ok, nói chung là được hai con máy nghe gọi chữa cháy cũng ok rồi các bạn. Với mình đã dành sưu tầm luôn. Đó, quá đã. Ok các bạn, và sau khi bỏ ra 300 ngàn để mà mua mới sát điện thoại đó, thì chỉ có hai cái con điện thoại cục gạch rồi đó là xài được thôi nha các bạn. Còn mấy cái sát điện thoại cảm ứng này đó thì có vẻ là hư hết trơn rồi đó. Thì có mấy cái cây điện thoại Oppo này đó thì mình chưa có pin để mà test nha các bạn. Còn cái cây này á, mình đò bỏ lại pin vô thì nó chỉ lên cái màn hình trắng thôi, thì có vẻ như nó bị hư rồi đó các bạn. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu các bạn thích video thì hãy bấm like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.